Nam Minh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của đài truyền hình Việt Today. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã chính thức chào đón năm mới 2014 sau những ngày lễ thật rộn ràng của những ngày cuối năm 2013. Trong những tuần vừa qua thì những sinh hoạt cộng đồng của đồng hương chúng ta có phần gián đoạn. Có lẽ vì bà con đồng hương muốn tận hưởng một mùa Giáng sinh và năm mới thật trọn vẹn cùng với gia đình. Kính thưa quý vị, trong dịp cuối tuần vừa qua, thì phóng viên Việt Today cũng đã đến tham dự buổi lễ cung nghinh tôn tượng quán thế âm của chùa Phước Sơn, tòa lạc tại thành phố Modesto. Kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Lễ cung nghinh bức tượng ngày quán thế âm vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 5 tháng 1 tại The Green Home and Garden số 1760 South 7th Street, thành phố San Jose, đã diễn ra buổi lễ cung nghinh tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và thỉnh ngài về tu viện Phước Sơn tòa lạc tại thành phố Modesto. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với thầy trụ trì tu viện Phước Sơn, thầy chia sẻ với chúng tôi. Đây là một kho tượng Quán Thế Âm à, cao 5 m và nặng hơn 10 tấn được chuyển từ Việt Nam qua hơn 2 tuần. Và đây là một cái giờ phút mà rất là long trọng để cung nghinh à, tượng ngài về chùa Phước Sơn cái phần chi phí mà để cung thỉnh pho tượng này từ Việt Nam qua thì cũng phải trên 20.000. Đó là một cái phần pho tượng thôi, còn cái phần tiếp theo là thầy phải lo cái phần để mà xây cái móng của ngài và làm cái vườn quan âm thì một cái khoản phí cũng rất là nặng để mà hoàn thành cho cái công trình này. Yeah. Thì đây là một nhật, một cái chuyến đầu năm uh, ngày 17 tháng 3 năm 2013 thầy Minh Nguyễn đã có một cái buổi tiệc chay gây quỹ tại Unify Event Center San Jose và được rất đông chư tôn đức tăng ni và quý đồng hương Phật tử đã tham dự và ủng hộ cho cái buổi gây quỹ với cái chủ đề là cung thỉnh tôn tượng quán thế âm bồ tát và kiến tạo chùa Phước Sơn tại thành phố Modesto và được sự uh, hoan hỷ và ủng hộ của chư tôn đức tăng ni và quý đồng hương Phật tử đến giờ phút này thì pho tượng đã được nằm tại San Jose tại The Green Home Garden của chủ nhân là anh Thành là người mà chuyên lo cái phần chuyên chở pho tượng từ Việt Nam qua đây và nghệ nhân mà tạc pho tượng này là anh Đào Hữu Lê Khánh Phật tử Lê Khánh Mở đầu là nghi thức cung nghinh pho tượng Quán Thế Âm được thầy Thích Giác Nguyên làm chủ lễ cùng với thầy Thích Quảng Thường trụ trì Chùa Hồng Danh và thầy Thích Minh Nguyện trụ trì Tu Viện Phước Sơn. Theo chúng tôi được biết, pho tượng Quán Thế Âm là pho tượng nặng gần 10 tấn, cao 5 mét, lấy từ một khối đá hoa cương trắng và được tạc tại làng nghề non nước, thành phố Đà Nẵng, là một nơi nổi tiếng với nghệ thuật tạc tượng bức tượng Quán Thế Âm đã được các nghệ nhân điêu khắc thực hiện trong vòng 6 tháng và phải mất đến 25 ngày vận chuyển trên biển để bức tượng đến được Hoa Kỳ. Thầy Thích Quảng Thường cùng các Phật tử tham dự đã đọc kinh Chú Đại Bi Bát Nhã cho sự hồi hướng và cầu cho sự bình an. Những Phật tử đến từ rất sớm để chiêm bái Đức Quán Thế Âm. Chúng tôi có dịp trò chuyện với một trong những Phật tử. Tôn tượng của Ngài khi mà gặp Lần đầu tiên tại đây thì Diệu Minh rất là mừng và xúc động à, Vì những cái à, ước mong của Phật tử ở San Jose và Modesto Để mà kiến tạo ngôi chùa Phước Sơn à, đã thành sự thật Thì nhìn thấy Ngài thì Diệu Minh rất là mừng à, Và cảm ơn à, tất cả mọi người sau nghi thức đọc kinh, những người phụ trách di dời đã cung thỉnh Ngài Quán Thế Âm về tu viện Phước Sơn, tòa lạc tại 1623 San Francis Avenue, Modesto. Đây là một trong những bước đầu tiên để tu viện Phước Sơn chào đón thêm nhiều Phật tử đến tu tập. Và được biết, lễ an vị sẽ được dự trù tổ chức tại chùa Phước Sơn trong thời gian tới, sau khi chùa có được giấy phép từ thành phố. Kính thưa quý khán giả, Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh sinh hoạt cộng đồng cuối tuần của Đồng hương miền Bắc Cali. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an và ấm áp bên gia đình. Nam Minh cũng xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng tuần sau.